robotviet.vn, website mua bán robot chính hãng, vòng xoay robot siêu hấp dẫn, cung cấp ad product và dịch vụ kèm thuê của các game hot nhất hiện tại. Quẹo lửa ngay tại robotviet.vn các bạn nhé. Chào mựccác bạn đã quay trở lại với kênh của mình trong tựa game Bet 99. Đây là video thứ hai của mình về trải nghiệm tựa game này. Mình sẽ mang tới các bạn một nội dung, những lưu ý cần biết khi bạn muốn trở thành pro player. Những lưu ý này dựa trên quan điểm cá nhân, cũng như là kinh nghiệm mình đã chơi tựa game này trong khoảng tầm 2 ngày. Như vậy là sau tầm 2 ngày chơi game, gọi là cày chay đi, mình đã chinh phục được cái area cuối cùng là khu vực 50, tên là Fire Dojo. Thiệt ra bạn thấy ở đây mình sẽ có game pass Auto Tap nè. Cái này tò mò thôi các bạn, nó cũng y chang Auto League. Nên các bạn không cần phải mua Auto Tap. Khi mà chơi á, bật Auto League, rồi chúng ta thiết lập thời gian khoảng tầm 100ms. Như trong video đầu tiên review mình có đề cập, game này một game rất là thuần free to play. Khai thác robot là giúp cho đáp có doanh thu thôi. Do làm game không thể ăn không khí mà sống được mọi người. Chúng ta không cần nạp tiền. Còn ai muốn gọi là kinh doanh mua bán, có bet xịn để bán á, họ đầu tư thì không nói rồi. Lưu ý đầu tiên đó chính là làm nhiệm vụ. Bên góc phải mình sẽ có rank. Cái việc lên rank cực kỳ quan trọng, và để lên rank phải làm nhiệm vụ tương đương. Nếu bạn canh nhá, khi mình chơi, nhiệm vụ nào mình làm được mình cứ làm. Lên rank càng cao thì nó sẽ có những chức năng bonus, trang bị thêm nhiều pet. Thì sẵn đến việc sử dụng kim cương, các bạn chơi nên tiết kiệm nó, đừng quá phung phí kim cương. Kim cương là đơn vị tiền để giúp cho bạn chơi free to play, trang bị cùng lúc nhiều pet hơn, mở một lúc nhiều trứng hơn, cũng đều từ kim cương hết, và kết hợp với lại cái rank nữa. Lưu ý thứ hai, game này đang có 50 map, nên cái trứng bạn mở được là trứng 63. Trong cập nhật kế mình nghĩ sẽ mở thêm vài chục khu vực nữa. Với 50 khu vực này, cái điều lưu ý là chúng ta sẽ đi hết từng map, ăn hết những cái boost, mua hết những cái random. Như đây mình sẽ có kim cương miễn phí, thời gian hồi là 30 phút. Mỗi 30 phút nó sẽ cho bạn khoảng tầm 300 kim cương. Chúng ta ăn những cái boost, mua hết những cái máy random, cũng như là hoàn thành upbi. Cái thời gian hồi của upbi là 15 phút. Cái việc tạo ra những mini game như upbi này, nó khá là hay ho nha mọi người. Dev đã biết tận dụng cái thời gian chết của game. Như bạn chơi từ game S1, S2, hay gần đây là từ game S, thời gian chết từ game rất nhiều. Ngoài việc các bạn chỉ đi farm, chinh phục những khu vực mới, sau đó xong rồi mình chỉ cho máy mở trứng thôi. Nó bị nhàm ha. Còn với từ game S99 này, Dev đã cho chúng ta những cái khu vực xen kẽ với nhau, có upbi nè, có mua random nè. Tuy là nó sold out đúng không? Nó bán hết rồi. Nhưng cái thời gian sold out này khá là nhanh, khoảng tầm 5 phút. Tầm 5 phút sau khi bạn mua hết thì nó sẽ hồi lại cho mình. Rồi mua random enchant. Cái này là random, cho nên nếu may mắn bạn vẫn sẽ kiếm được những cái enchant xịn sò nhất ở cấp độ mythical. Đây mình có hai cái legendary nè, Coin 4 với lại Treasure Hunter 4. Hai cái này mình random ngẫu nhiên từ cỗ máy random enchant, đã phải nâng cấp các bạn. Và thời gian hồi của những cái này cũng khá là nhanh. Sau khi sold out khoảng tầm 5 phút thôi. Chỗ này mình sẽ có máy hóa golden, sẵn có con bé mình hóa luôn nha. Mình có Golden Ninja Mascot. Đây là một trong những con pet của trứng cuối cùng rồi. Chúng ta được 74 con Golden. Quá dữ. Thì sẵn video này mình trải nghiệm cho bạn coi luôn tất cả mini game. Cái chỗ này là một trò chơi các bạn, giống như giò mìn vậy á. Các bạn chỉ việc đi tới điểm cuối cùng finish là mình sẽ có được kim cương hay là phần thưởng. Nhưng mà trong quá trình các bạn đi, nhiều khi bạn xui, tìm đường nó bị sai á, dẫm phải mìn ha, thì chết thôi. Ồ hên vậy, lần này hên nè. Cái mìn nó màu đỏ các bạn, thì chết các bạn cứ chơi lại thôi. Rồi upgrade potion nè. Chúng ta có được những cái bình potion random cấp độ nhỏ hơn thì mình cứ nâng cấp. Nó cho chúng ta chỉ số cao hơn và thời gian nhiều hơn nữa. Lệnh epic là 25 phút, lệnh mythical là 35 phút. Ở đây có một cái merchant, mình có nói đầu video, các bạn nên tiết kiệm kim cương, ưu tiên kim cương để mua trang bị nhiều pet, mở nhiều trứng. Sau này kim cương mình nhiều rồi, hay bạn đã mua mát rồi, thì dùng kim cương đó để mua từ merchant. Tại vì merchant này không cho pet. Merchant bây giờ nó cũng cho các bạn item. Tới đây mình sẽ có daycare, treo máy trong game thì 2 tiếng, offline thì 6 tiếng. Cũng là một cách để giúp các bạn có thêm item phần thưởng. Tuy cái việc đi hết 50 map này nó sẽ hơi lâu, nhưng rất cần thiết. Rồi tới khu vực 25, đây là khởi đầu những người mới chơi. Rebirth quan trọng không? Có. Khi bạn rebirth lần 1, ở area thứ 25, nó cho chúng ta teleport, giúp mình di chuyển nhanh hơn. Cũng như mình sẽ quay về cái castle, thì trong đấy nó sẽ có spinny wheel, quay phần thưởng. Nhưng quan trọng hết là cái trading plaza, giống như từ game bet cũ. Đi qua bên đó, mua bán trao đổi, bán bet này kia, kiếm kim cương. Nên rebirth 1 cực kỳ quan trọng, rebirth 2 cũng như vậy nha. Thì trong video này mình sẽ rebirth 2 cho bạn coi luôn. Random fruit thứ hai nè, có thì cứ mua, có thì cứ mua. Và nếu không có gì làm thì câu cá, cứ chơi mini game, cứ chơi upbi. Câu cá là một trong những cách để giúp bạn có được heal pet, một trong những con heal pet từ mini game. Nó tên là heal Poseidon Corgi. Rồi kéo tới khu vực tiếp theo. Cái này thì hôm qua một số bạn comment mình mới biết, đó chính là khi bạn feel pet, nó khác từ game pet cũ, là các bạn có thể feel được ra con pet mythical. Còn trong pet cũ, cao nhất là legendary thôi. Do cái tựa game này cơ chế hoàn toàn khác, nên nhìn chung á là con mythical với lại con legendary nó chỉ hơn nhau về dam, đặc biệt hơn về enchant. Với những con bé cấp độ lưu siêu, mấy con này không nói rồi, copy 95% sức mạnh, copy 90% sức mạnh. Nhưng mà heal pet ấy, heal pet với lại titanic, nó sẽ có thêm một cái chỉ số về kinh nghiệm. Các bạn farm càng nhiều, kinh nghiệm càng nhiều thì những con heal pet và titanic sẽ lên cấp, nó luôn mạnh hơn con bé mạnh nhất của mình. Nhưng với phiên bản 99 này nó lại có thêm kinh nghiệm nữa. Như đây mình có con cấp 27 nè,
cộng thêm 25,8% đam so với một con hươu cấp 1. Đây là mining đầu quặng và chúng ta sẽ có 1% cơ hội loot được đồ là một con hươu pet tên là hươu Fossil Kragan. Đây chính là con hươu thứ hai kiếm được từ minigame Uppy, khu vực máy hóa Rainbow, map thứ 31, tốn 10 con Golden, hóa thành một con Rainbow, chỉ số là 42.200. Cũng như mình hóa thêm được 7 con Rainbow Turtle. Con này đam thấp hơn nha, 38.900 cho Rainbow. Potion 2 random nè, số tiền sẽ nhiều hơn khu vực kia. Không sao, dư rồi, giờ tiền mình nó dư rồi, mua thôi. Venmer Chain, lại một lần nữa lưu ý, hãy tiết kiệm kim cương, cái nào cần thì mua, chứ đừng mua phung phí nha. Ở đây mình có một cái relic nè, 30/50, xin chúc mừng bạn. Tỷ lệ kiếm được Best Shiny từ việc mở trứng đã tăng lên một tí rồi. Thì không biết là với 50 map, các bạn có tìm đủ 50 không? Nhưng từ bữa ra game tới giờ mình chỉ kiếm được 30/50 cái relic thôi. Hình bàn tay gấu nha, giúp bạn tăng tỷ lệ ra Best Shiny. Thì Best Shiny không mạnh hơn nhiều như là Best cũ đâu. Nó chỉ mạnh hơn con Best thường khoảng đâu đó 15% à. Nhưng mà có còn hơn không đúng không? Rồi Random In Gen, hơi mắc, nhưng mình đã đủ tiền rồi thì cứ mua thôi. Rồi và đây nè, map thứ 44, Comet Shower. Mỗi một ngày một người chơi, chỉ kích hoạt một lần thôi. Oh wow, nó cho chúng ta rất nhiều cái comet luôn. Mình tưởng nó chỉ cho một cục random một map, nhưng mà không, nó cho chúng ta rất nhiều map có comet. Phá được comet nó sẽ cho chúng ta rất nhiều tiền. Và đương nhiên rồi, cái số tiền này sẽ tùy theo map, map càng cao tiền càng nhiều. Rồi ở đây mình sẽ có một cái là Jet Rush, một cái mini game. Cái mini game này nó sẽ cho chúng ta ra một con hươu thứ ba, tên là Hill Fire Horse. Đây là một cái mini game trong 5 phút. Việc của mình cần làm là đi phá những cái rương, phá càng nhiều càng tốt. Và trong mỗi rương đều có tỷ lệ xuất hiện được item, cũng như là con hươu pet mới. Có thể coi mini game này là một cái mini game thử thách sức mạnh người chơi á. 3, 2, 1, boom. Thời gian mình đang còn khoảng tầm 4 phút và phía trước chúng ta còn đâu đó khoảng 2 rương nữa à. Phải mạnh hơn nữa mới kịp mọi người ơi. Hãy thì trong quá trình farm rương, lưu ý tiếp theo, sử dụng những item. Về công năng những item thì bạn cứ chỉ vào thôi. Trái cây quen thuộc nè, trái táo cho mình đam, trái chuối cho mình về tiền, rồi trái cam là kim cương, trái dứa là về crop boost. Con vịt cũng như là khúc xương này thì cho con bé của mình tốc độ gây đam nó nhanh hơn. Với những cái cờ sẽ bonus chỉ số trong 5 phút và mỗi một lần một map chỉ cắm được một cờ mà thôi. Với lại item này quan trọng nè, những cái coin char, các bạn tích lũy đủ cái số tiền thì cái hũ tiền sẽ nổ. Và đây cũng chính là cách giúp các bạn đi farm cực kỳ nhanh, số tiền lên cực kỳ nhiều để có tiền qua map mới. Cái này không kịp rồi mình sẽ đi ra ngoài nha mọi người ơi. Một cái lưu ý nữa, đó chính là tùy thuộc vô cái quá trình các bạn đã làm gì, các bạn đã mở trứng, các bạn đã đi farm thì mình sử dụng những cái engine nó tương đương. Như ở đây mình có là Lucky F nè, Lucky F 5 Mythical, Lucky F 3, thêm 50% Lucky mở trứng, thêm 100%. Mình dùng hai engine này, hoặc thể nhiều hơn, khi mình đang mở trứng mới gần Lucky. Còn khi bạn đi farm tiền, thì mình xài những cái liên quan về coin, như mình có coin 4 ha. Treasure Hunter nếu bạn đang muốn drop item, cơ hội chúng ta kiếm item nó dễ dàng hơn. Critical cũng về đam nè, thích hợp khi đi farm. Strong Bet là về sức mạnh con bet nè, cũng thích hợp khi đi farm. Sử dụng đúng engine, cho đúng mục đích. Rồi đây là khu vực cuối cùng rồi, tương lai nếu cập nhật thêm thì mình sẽ đi tiếp từ chỗ này nè mọi người. Cấp 12/18, còn 6 cấp độ nữa mình sẽ lên rank thứ 5. Rebirth 2, như vậy Rebirth 1, khu vực 25, Rebirth 2, khu vực 50. Khi mà Rebirth 2 mình sẽ có gì? Mình sẽ có clan, câu lạc bộ, hội nhóm. Tham gia vào cái clan này, nó sẽ giúp mình có thêm phần thưởng gì đó. Con bé mình một lần nữa lại mạnh thêm 75%, tức là so với ban đầu Rebirth 0, sức mạnh con bé đã mạnh hơn 150%. Auto hát miễn phí và kích hoạt Hill Pet. Kể từ lúc này, chúng ta có thể mở được Hill Pet từ những cái trứng cao nhất. Đương nhiên phải Rebirth rồi, đã nói từ đầu video. Thon thon view. Và quay trở lại map đầu tiên. Phần thưởng nè mọi người, cha, comet, rồi con vịt, lá cờ, TNT. À cái TNT cũng khá là mạnh nha. Cái item TNT nổ khá là ghê á. Thì Rebirth 2 liên quan tới cái này. Kể từ Rebirth 2, các bạn đã ở trứng nào và các bạn mở trứng cũng sẽ có 1% rất là nhỏ để mở được 3 con hươu đang có trên bảng. Chỉ cần mở trứng cuối cùng thôi. Như đây là trứng số 2 nè. Rồi nếu bạn chơi lại từ đầu, mình lại mở hết 50 khu vực và trứng cao nhất là trứng 48. Khi đó bắt buộc các bạn phải treo cái trứng 48 mới có cơ hội nhỏ kiếm được những con hươu pet từ trên bảng. Đó chính là cơ chế của Rebirth 2 để kiếm được hươu pet. Một lưu ý nữa liên quan tới việc chuyển pet. Hình như ngày hôm qua mình có đọc comment của một bạn, các bạn chuyển pet từ game X chuyển cái hộp bên kia thì phải chờ 6 tiếng. Sau khi bạn chờ tầm 6 tiếng là có thể vào từ game này, làm những con hươu pet, những con pet Lucy bằng robot đi vào game mới rồi. Nên khi mà chơi từ game pet cũ, đi trading mua bán, hãy kiếm những con pet không có dấu chấm than. Nhắc lại nha, không có dấu chấm than thì mua những pet đó mới có thể chuyển qua từ game pet 99. Qua thử bên Trading Plaza có gì không nha. Thì tranh thủ quảng cáo một tí, phù hợp với xu hướng thì trên trang robotviet.vn cũng đã triển khai dịch vụ liên quan tới từ game pet 99 này, nằm ở đầu tiên nè. Thì nếu bạn có nhu cầu thể truy cập để mua, nhưng mà theo mình khoảng tầm một tuần đầu tiên mình cứ cày cuốc chay đi. Do thường một dịch vụ vừa mới ra, một con game vừa mới ra, thị trường chưa ổn định, số lượng chưa có nhiều nên mọi thứ vẫn rất là cao. Tuy mình bán dịch vụ nhưng mình luôn đưa ra lời khuyên chân thành nhất cho các bạn, phù hợp với túi tiền của mình.
Thì về Trading Plaza mình thấy nó cũng giống như tựa game bách cũ thôi. Kim cương, 5.000 kim cương, 3.000 kim cương, wow. Ồ, có bán item luôn, ngon vậy. Như vậy chắc chắn tương lai trên web sẽ triển khai thêm dịch vụ mua bán item, rớt mạng luôn. Cái... Rồi thôi thì đó là nội dung video này, những lưu ý cần biết nếu muốn trở thành một pro player trong tựa game bách 99. Hẹn gặp lại các bạn những nội dung tiếp theo, xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi, chờ gì nữa, đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à, kỳ ghê á.